hãi hùng, thứ bên trong lọ tinh dầu lạ được giao bán của hot girl Tammy. Người phụ nữ đổ thuốc sâu đầu độc một gia đình cùng thôn. Bắt viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh khác lạ nhưng nhiều người thích trên hồ dầu tiếng. Lời khai khó tin của bào trùm xuyên Việt Oi về cuộc gọi mua đường. Kính chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 11, lãnh đạo đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy, bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng Phạm Thị Trà My, sinh năm 2001, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, cho công an quận này tiếp tục điều tra. Trước đó lúc 18:30 ngày 14 tháng 10, tại đường Trần Thánh Tông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, tổ công tác của đồn biên phòng Sơn Trà phát hiện HDT, chú quận Thanh Khê, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Lúc này, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy nam thanh niên có 9 lọ nhựa chứa chất lỏng màu đỏ, tím. Shipper cho biết được Phạm Thị Trà My thuê đi giao hàng cho khách. Từ lời khai của T, tổ công tác đã phối hợp với công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà kiểm tra hành chính nơi ở của My. Tại đây, các trinh sát phát hiện 3 chai nhựa chứa khoảng 500ml, 20 lọ nhựa chứa khoảng 100ml chất lỏng đều có đặc điểm giống với chất lỏng bị thu giữ. Ngoài ra, lực lượng phát hiện thêm 139 vỏ lọ nhựa và một số vật dụng khác dùng để sang chiết. Sau gần một ngày đấu tranh, Trà My tự nguyện giao nộp thêm 2 chai nhựa chứa khoảng 1000ml chất lỏng màu vàng. Trà My khai nhận, số tinh dầu này được đặt mua qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ danh tính ở Hà Nội. Sau khi nhận được hàng, Trà My tự tay chiết ra các lọ nhỏ để bán kiếm lời. Cụ thể, với 1 lít tinh dầu pha ma túy với giá 9,6 triệu đồng, My chỉ cần pha thêm phẩm màu với hương trái cây rồi sang chiết ra các lọ nhỏ với mức giá khác nhau là đã có thể bán cho khách. Trung bình cứ 3 ngày, Trà My bán hết 1 lít. Tính ra lợi nhuận sau khi bán sẽ thu lời gấp 4 lần so với số vốn. Được biết trên Facebook, Trà My nổi tiếng với hình ảnh sang chảnh, check-in nhiều địa điểm, nhà hàng nổi tiếng. Người phụ nữ đổ thuốc sâu đầu độc một gia đình cùng thôn. Ngày 22 tháng 11, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton, sinh năm 1976, trú tại Nậm Cần, xã Dần Thàng, về hành vi giết người. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 20 tháng 10, anh DTN, sinh năm 1995, trú tại thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, phát hiện nguồn nước sinh hoạt của gia đình có màu trắng đục và mùi lạ giống mùi thuốc trừ sâu. Anh N nghi ngờ có người đầu độc nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định do có mâu thuẫn với vợ chồng anh N, nên khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 10, Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 22 tháng 11, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án nghiêm trọng xảy ra ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Theo thông tin ban đầu, chiều 20 tháng 11, tại thôn Thái Phú, xã Mai Đình, một nam thanh niên chưa rõ danh tính có hành vi đập cửa kính chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đỗ ở vỉa hè rồi lên xe nổ máy bỏ chạy. Chủ phương tiện phát hiện sự việc, nhờ ông NVQ, 48 tuổi, lái xe ôm chờ đuổi theo. Khi xe máy của ông Quy đuổi kịp, chặn đầu chiếc Toyota Vios, lúc này nam thanh niên không dừng lại mà tăng ga tông xe ô tô vào tài xế xe ôm làm nạn nhân chấn thương sọ não. Chiếc ô tô sau đó cũng lao lên vỉa hè, hư hỏng. Chưa dừng lại, thanh niên tiếp tục chạy vào nhà ông HVC, 50 tuổi, rồi tấn công người đàn ông này gãy xương sườn, tử vong. Ngay sau đó, người dân đã khống chế, bắt giữ và bàn giao nam thanh niên cho lực lượng chức năng. Ngày 22 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam, 31 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi cướp giật tài sản. Nam là đối tượng nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 23 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11, chị Võ Thị Tường V, 21 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, dừng xe máy biển kiểm soát 92D1
950XX trên vỉa hè trước ngôi nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Khoe Trung. Tại đây, chị V lấy điện thoại iPhone 15 Pro Max ra để sử dụng. Sau đó để điện thoại trên yên xe máy của mình thì bất ngờ bị một đối tượng tiếp cận, giật điện thoại rồi nhanh chóng chạy lên xe tẩu thoát. Mặc dù trong tình huống quá bất ngờ, chị V vẫn kịp thời nắm được tay cầm phía sau xe. Tuy nhiên, do đối tượng tăng tốc quá nhanh nên nạn nhân đành buông tay. Sự việc sau đó được chị V đến trình báo công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ sau 12 giờ tích cực điều tra, công an phường Khoe Trung đã bắt giữ được nghi phạm của vụ việc là Nguyễn Nam. Công an cũng thu giữ tang vật là điện thoại iPhone 15 Pro Max tại một lán trại công trình xây dựng ở phường Hòa Xuân, huyện Cẩm Lệ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận vào thời điểm trên, đối tượng điều khiển xe máy biển kiểm soát 75K1-644XX đi trên đường Cách Mạng Tháng 8, theo hướng từ cầu Tuyên Sơn về cầu vượt Hòa Cầm. Khi đi ngang qua nơi chị V đang đứng, lợi dụng đêm khuya vắng và chị V đứng có một mình, nên Nam quyết định cướp giật điện thoại. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu tán tài sản cướp giật được thì Nam đã bị lực lượng công an bắt giữ. Ngày 22 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hơn 21 giờ tối ngày 21 tháng 11, anh C, quê tỉnh Lâm Đồng, chạy xe máy mang biển số tỉnh Long An trên đường Nguyễn Thị Định hướng đi từ đường Mai Chí Thọ. Khi đến đoạn thuộc phường Cát Lái thì bất ngờ ngã xuống đường, trượt một đường dài. Lúc này, một thanh niên chạy xe công nghệ chở theo thùng hàng, chạy xe máy theo hướng ngược lại và va vào anh C. Thanh niên này cũng ngã xuống đường. Anh C tử vong tại chỗ, còn thanh niên này bị thương. Công an thành phố Thủ Đức sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra nguyên nhân. Bước đầu, công an xác định nam thanh niên chạy xe công nghệ là NHT, 34 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức. Sau tai nạn khoảng 30 phút, anh T đã rời khỏi hiện trường. Công an sau đó đã đến nhà, mời anh T đến làm rõ. Đạp người chở hàng ngã xuống đường rồi bỏ chạy, gã đàn ông khai gì? Ngày 22 tháng 11, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã mời Huỳnh Minh Tê, sinh năm 2005, có hành vi đạp một người đang chở hàng ngã xuống đường. Hành vi Tê đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi lưu thông trên đường bằng xe máy ở phía sau một cô gái và dùng chân đạp vào xe của một người chở hàng, khiến người này ngã xuống đường cùng xe. Khi được mời lên làm việc, Tê khai do người chở hàng khi lưu thông trên đường đã vượt lên trên khiến Tê suýt ngã. Trước đó, camera hành trình một ô tô đã ghi lại cảnh Tê đạp xe chở hàng khiến người và xe ngã xuống đường. Clip được đưa lên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 11, khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng hành vi này có thể gây nguy hiểm cho cả hai bên và người đi đường. Hiện công an quận Bình Tân đang tiếp tục truy tìm và mời nạn nhân lên làm việc. Bắt viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 11, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt để tạm giam ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh tại căn hộ ở tòa nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận. Đồng thời, lực lượng Bộ Công an cũng thực hiện việc khám xét nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc là Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận. Lúc 13 giờ 40 phút ngày 22 tháng 11, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết chưa nhận được thông tin nào liên quan đến ông Huỳnh Nguyễn Lộc từ Bộ Công an. Thủ đoạn tinh vi đầu độc cá nuôi của nhiều hộ dân. Vào một buổi chiều yên bình của tháng 11, một sự việc chấn động xảy ra tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An khiến người dân nơi đây không khỏi xôn xao. Được biết, trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân, nhưng không ai ngờ rằng một hành động tàn độc lại xảy ra trong lúc cộng đồng đang đoàn kết. Cá trong các ao nuôi của nhiều hộ dân bỗng dưng chết hàng loạt, khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ có sự can thiệp từ bên ngoài. Cảnh tượng cá chết nổi lên trên mặt nước, mùi tanh nồng nặc lan khắp không gian. Các hộ dân nhanh chóng trình báo sự việc với chính quyền địa phương và công an huyện Anh Sơn đã vào cuộc điều tra. Qua quá trình điều tra, sự thật dần hé lộ. Nguyễn Minh Hợi, người có mâu thuẫn với gia đình anh VVN, được xác định đã thực hiện hành vi. Lợi dụng sự sơ hở của gia đình anh N,
Hợi đã ném thuốc diệt cá vào các ao nuôi, gây thảm họa chết hàng loạt của cá. Sự việc đang được cơ quan công an xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Theo đó, vào ngày 21 tháng 11, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hợi, sinh năm 1983, trú tại thôn Cẩm Thắng, Cẩm Sơn, Anh Sơn, về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, vào ngày 19 tháng 11, Công an xã Đỉnh Sơn nhận được đơn trình báo của 4 hộ dân thuộc thôn Bãi Sậy, xã Đỉnh Sơn về việc gia đình của các hộ dân này có ao cá gần kề nhau có hiện tượng cá bị chết nhiều, nghi vấn bị đầu độc bằng hóa chất. Công an huyện Anh Sơn và các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Minh Hợi. Tại cơ quan công an, bước đầu Hợi khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình anh VVN nên đã lên mạng tìm mua thuốc diệt cá. Ngày 18 tháng 11, lợi dụng lúc thôn Bãi Sậy đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, gia đình anh N không ra trại kiểm tra ao cá. Hợi nấp trên đồi cây, ném lọ nhựa đựng thuốc diệt cá xuống ao của anh N. Hợi sau đó sử dụng súng thể thao CBC bắn thủng chai nhựa để thuốc diệt cá chảy ra ngoài. Nước trong ao của anh N lây lan ra nhiều ao khác, khiến cá chết hàng loạt. Tính đến thời điểm hiện tại, công an huyện xác định số cá bị chết ước tính là 1,3 tấn. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối với đối tượng theo quy định của pháp luật. Lời giải thích đầy bất ngờ của chủ tịch xã nghi có quan hệ bất chính với cấp dưới. Trao đổi với báo chí, ông CXG, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho hay đã gửi giải trình lên cấp trên liên quan đến việc xuất hiện tại một nhà nghỉ trong giờ hành chính và thông tin ông bị nghi ngờ có quan hệ bất chính. Ông Ngờ thừa nhận có đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn nhưng khẳng định mục đích chỉ là thăm người quen. Đồng thời, ông Ngờ khẳng định không biết người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là ai. Ông Ngờ giải thích thêm rằng, trước khi đi giải quyết việc riêng, ông đã thông báo và phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Về những nghi vấn liên quan đến mối quan hệ bất chính với bà Hát, nhân viên đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, ông Ngờ cho biết sẽ chờ kết luận từ cơ quan cấp trên. Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip và hình ảnh được cho là của ông Ngờ tại một nhà nghỉ. Trong clip, có một người phụ nữ bước ra từ nhà nghỉ nhưng chưa rõ liệu người này có liên quan trực tiếp đến ông Ngờ hay không. Thông tin chủ tịch xã Quảng Hải rời nhà nghỉ cùng người phụ nữ bị cho là cấp dưới đã khiến dư luận xôn xao. Ủy ban kiểm tra thị ủy Ba Đồn nhanh chóng vào cuộc xác minh nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Liên quan đến vụ việc, Ủy ban kiểm tra thị ủy Ba Đồn cũng nhận được một đơn kiến nghị với chữ ký của 74 người dân đang sinh sống và làm việc tại xã Quảng Hải. Đơn kiến nghị đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc nhằm bảo vệ uy tín của tổ chức và đảng viên. Hình ảnh khác lạ nhưng nhiều người thích trên hồ Dầu Tiếng. Sau chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, hồ Dầu Tiếng không còn tình trạng khai thác thủy sản ồ ạt như trước đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam và các đơn vị liên quan về việc nghiêm cấm khai thác thủy sản trong thời gian thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo nghiêm cấm khai thác thủy sản, các hoạt động mua bán, tiêu thụ thủy sản có nguồn gốc trong hồ Dầu Tiếng từ ngày 7 tháng 11 đến hết ngày 7 tháng 12. Sau chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, chúng tôi ghi nhận không còn tình trạng khai thác thủy sản trái phép trên hồ Dầu Tiếng. Ông Nguyễn Văn Hạnh, nhà gần hồ Dầu Tiếng cho hay, khi chưa có lệnh cấm, người dân thường xuyên khai thác thủy sản trên hồ Dầu Tiếng, thậm chí có trường hợp còn dùng kích điện để đánh bắt cá. Từ khi có lệnh cấm đánh bắt thủy sản, tôi không còn thấy cảnh đánh bắt ồ ạt như trước nữa, ông Hạnh khẳng định. Để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra hồ Dầu Tiếng. Các địa phương liên quan thông báo để các hộ dân tham gia khai thác thủy sản tại các xã ven hồ Dầu Tiếng nắm rõ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cấm đánh bắt cá, chỉ đạo đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm. Các xã ven hồ Dầu Tiếng có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát số lượng phương tiện đang tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn, vận động người dân ký cam kết không khai thác thủy sản trong thời gian cấm đánh bắt. Trước đó, từ ngày 8 và 9 tháng 11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thả 237.735 con cá chép, mè, hoa, chấm cỏ, cá tra, v.v. để bổ sung nguồn thủy sản cho hồ Dầu Tiếng.
Đây cũng là hoạt động được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh thực hiện liên tục từ năm 2005 đến nay. Ngày 21 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, gọi tắt là Xuyên Việt Oil, cùng 14 đồng phạm về những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Tại phiên tòa, một điểm mấu chốt được đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tập trung làm rõ là mục đích và nội dung cuộc gọi giữa cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và bà trùm Mai Thị Hồng Hạnh. Theo lời khai của bị cáo Hạnh, quá trình làm thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu vào năm 2021 đã nhờ cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải giúp đỡ. Lý giải cho việc không nộp hồ sơ theo quy trình thông thường mà lại nhờ, bà Hạnh cho biết khi đó Xuyên Việt Oil đang ký hợp đồng với một đối tác từ Singapore, nhưng hồ sơ xin cấp phép bị một bộ phận, một cửa, trả lại vì không đảm bảo đủ các điều kiện, bao gồm việc thiếu đại lý và nhiều thủ tục khác. Vì thế, thay vì nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa theo quy trình thông thường, bà Hạnh phải nhờ đến sự giúp đỡ từ cấp cao. Thời điểm đó, Xuyên Việt Oil đang gấp rút ký hợp đồng với đối tác Singapore, việc xin giấy phép trở nên cấp bách. Nữ bị cáo khai đã trình bày những vướng mắc này với ông Đỗ Thắng Hải. Sau khi giấy phép được phê duyệt, ông Hải chủ động gọi điện thông báo: anh vừa ký xong, em liên lạc với bộ phận một cửa để lấy giấy phép. Bà Hạnh đáp lại: em cảm ơn anh rất nhiều, hôm nào tiện em ghé thăm anh. Theo cáo trạng, sau đó cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã nhận 1,139 tỷ đồng từ bà Hạnh. Liên quan lời khai của bị cáo Hạnh, ông Hải cho biết: khi chị Hạnh gọi điện cho tôi, không có nhắc gì đến tình trạng điều kiện của công ty vào thời điểm đó, cũng không có chuyện chỉ nói ra thủ tục cụ thể nào cả. Đúng là tôi có gọi cho anh Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, nhưng lúc đó tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi mỗi ngày, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng. Ông Hải khẳng định không chỉ đạo mà chỉ nhắc nhở ông Hoàng Anh Tuấn vì giấy phép của công ty sắp hết hạn, yêu cầu làm nhanh và sớm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ. Khi được hỏi về việc công ty Xuyên Việt Oil có đủ điều kiện cấp phép hay không, ông Hải thừa nhận 100% thì chưa đủ. Giải thích lý do gọi điện cho bà Hạnh sau khi ký giấy phép, ông Hải cho biết do thấy bà Hạnh sốt ruột nên muốn trấn an để bà yên tâm tiếp tục kinh doanh. Chiều cùng ngày, hội đồng xét xử thông báo phiên tòa sẽ tạm nghỉ đến ngày 22 tháng 11. Theo kế hoạch, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra đề nghị mức án đối với các bị cáo vào ngày 25 tháng 11. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.